Ngọc Ánh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh lại quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà giá rất là rẻ thuộc quận Hà Đông, với cái vị trí ngôi nhà này gần với trường đại học Phenica, gần với bến xe Nghĩa, gần với lại trục đường Lê Trọng Tấn, phù hợp với bác nào đi làm ở Hà Đông, đi làm theo cái trục đường đại lộ Thăng Long, đi làm theo trục đường Lê Văn Lương kéo dài. Với cái căn nhà này giá trị nhìn 2 tỷ một chút, Ngọc Ánh sẽ để ở dưới phần miêu tả cho quý vị, với thông số nhà diện tích 30m², thiết kế và xây dựng là 5 tầng, hướng nhà là hướng Tây Nam, thiết kế 3 phòng ngủ thông thoáng rộng, ngõ trước nhà 2m cách với lại đường ô tô đi lại kia mọi người ạ, cách có khoảng tầm 20m là ra tới đường ô tô. Thiết kế phần cửa chính của ngôi nhà ở đây là một bên ngoài là một lớp cửa inox kéo, bên trong toàn bộ là cửa gỗ mọi người nhé. Đây, và căn nhà này thì theo như hiện trạng, quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay, sổ đỏ chuẩn chỉnh, trao tay hướng nhà Tây Nam, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên tới 70% giá trị ngôi nhà, với những cái lãi suất tại thời điểm này rất là hợp lý, rất là rẻ cho quý vị. Mời quý vị vào khám phá cụ thể tầng 1 của ngôi nhà này. Với tầng 1 thiết kế phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Vị trí Ngọc Ánh đang đứng ở đây là phần phòng khách của ngôi nhà. Toàn bộ phần phòng khách đã được chủ nhà ốp cho quý vị ở cái phần phòng khách này. Vách ốp PVC nano mọi người ạ. Nó giả đá nhưng thực tế nó là nhựa cao cấp mọi người nhé. Và ở đây là cái kệ tivi, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện, quạt trần. Căn nhà này hồ sơ điện, hồ sơ nước đều đã được thiết kế và lắp đặt cho quý vị đầy đủ. Đúng như hiện trạng là chỉ việc về ở ngay, sáng quý vị có thể cọc công chứng luôn và chiều quý vị có thể dọn đồ về và ở đấy, để cho quý vị biết cái pháp lý chuẩn chỉnh đến như thế nào. Phần sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng, gạch lát nền cũng là gạch kích thước 60-60 vân đá màu trắng. Và đây là cái phần không gian phòng bếp của ngôi nhà. Với phần tủ bếp, thiết kế toàn bộ là tủ gỗ MDF lõi 12 xanh mọi người nhé. Xung quanh bếp thì là ốp kính ốp bếp, mặt bếp thì là ốp đá granite. Hồ sơ điện, hồ sơ nước đầy đủ. Điện sử dụng là điện EVN Hà Nội. Nước là sử dụng nước sạch sông Đà. Và hồ sơ điện riêng, hồ sơ nước riêng. Giá chỉ nhỉnh 2 tỷ cả nhà và đất, mà cái giá dành cho một ngôi nhà 5 tầng rất là ấn tượng đúng không quý vị? Không câu like, không câu view. Vị trí cụ thể của nó thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đó, sổ ở quận Hà Đông luôn. Ngoài ra, tầng 1 thiết kế cho quý vị một phòng vệ sinh nhỏ nhắn xinh xắn, đáp ứng công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1, đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Hệ thống tay vịn cổ trụ cầu thang thiết kế đây toàn bộ là gỗ, mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp đá granite, ngăn cách giữa phần cầu thang và phần cửa chính ở kia đây mọi người có thể phòng khách là một vách CNC. Này, rất là hợp lý đúng không ạ? Với một ngôi nhà thiết kế chỉ có giá hơn 2 tỷ một chút, cả nhà và đất 5 tầng chỉnh chu, 3 phòng ngủ phù hợp với công năng sử dụng của một hộ gia đình 3 thế hệ ở được. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Như Ngọc Ánh đã chia sẻ, ở phía dưới tầng 1 của ngôi nhà thì trên phía tầng 2, tầng 3 và tầng 4 của căn nhà này là thiết kế cho quý vị công năng mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rộng, một phòng vệ sinh. Hành lang của ngôi nhà, chủ nhà ở đây thiết kế cho quý vị cửa kính sổ, cửa sổ ở đây rất là thoáng. Đây là phần phòng ngủ ạ. Với phần không gian phòng ngủ đây, rộng, thoáng. Ban công mở hướng ra phía tầng 2 đây. À, xin nhắc lại cho quý vị, hướng nhà này là hướng Tây Nam. Ngoài ra còn có hướng Đông Nam, nếu như quý vị nào mà không hợp hướng Tây Nam, cần tìm hướng Đông Nam thì bên Ngọc Ánh vẫn có. Nói chung với phân khúc và tầm giá thì có đủ hướng để cho quý vị lựa chọn. Đó, trên phòng ngủ đầy đủ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa. Gạch lát nền ở trên phía tầng 2, 3 và 4 thiết kế là gạch 60-60 vân đá quý vị nhé. Và trong phòng vệ sinh tầng 2 đây, thiết kế đầy đủ công năng về sen cây, bồn cầu, lavabo bàn đá, cửa, nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Với cái phòng vệ sinh này tương đối là rộng, chủ nhà ốp gạch 30-60 lên trên tới 2/3 của trần.
Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Đấy. À, mời quý vị theo anh lên tầng 3 của ngôi nhà. Đây là phần tầng 3 của ngôi nhà, thiết kế tương tự như tầng 2. Nó chỉ khác một chút là ở phần tầng 2 thì ban công mở được ra phía bên ngoài. Tầng 3, tầng 4 thì thiết kế cửa sổ. Đó. Cho quý vị, nói chung là mở ra mở vào rất thoáng với cái công năng như nhau. Tầng 2, tầng 3, tầng 4 về cái diện tích phòng như nhau, thiết kế trong phòng tương đương nhau. Phòng nào cũng đầy đủ ánh sáng ngập tràn tự nhiên, xung quanh tiện ích chợ trường phường trạm đầy đủ. Trường mầm non cấp 1, cấp 2, chợ dân sinh phạm vi bán kính 1 km quay đầu đầy đủ hết cho quý vị. Trường công lập, tư đều đầy đủ hết. Đây là phòng vệ sinh ở phần tầng 3. Nói chung là thiết kế thoáng. Và mời quý vị theo chân ngói lên khám phá tầng 5, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Bởi vì tầng 3 và tầng 4 thiết kế giống hệt nhau. Tất cả các hành lang đều có cửa sổ mở ra để lấy thoáng xuống khu vực cầu thang. Mời quý vị theo em lên tầng 5, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và đây là phần tầng 5 của ngôi nhà, thiết kế cho quý vị công năng ở đây. Một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Phần sân phơi siêu rộng. Xung quanh dân cư đông đúc. Chợ trường phường trạm tiện ích ngập tràn. Giá rẻ hơn 2 tỷ cả nhà và đất cho một ngôi nhà 5 tầng. Về ở được ngay, sổ đỏ trao tay. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về vị trí ngôi nhà, vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhà Tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.